Trước khi vào buổi quay hôm nay, tôi muốn mọi người soát lại kịch bản một lần nữa. Tôi rất tâm huyết cái bộ phim hành động này, rất mong mọi người cố gắng thực hiện tốt. Dạ thưa anh, kịch bản bọn em đã nghiên cứu rất kỹ và hứa hẹn với anh sẽ làm tròn vai của mình. Đặc biệt hơn nữa lại được hợp tác cùng với diễn viên Nhung Gem đây, bọn em rất hân hạnh. Anh lại quá lời rồi, em cũng bình thường thôi mà. Cô em lại khiêm tốn rồi, chị xem khá nhiều phim của em đóng đấy. Nói chung là diễn khá là tốt. Anh rất vui khi mời được Nhung tham gia bộ phim này. Hy vọng mọi người hợp tác với nhau thật tốt. Trong kịch bản có vai nam chính nhưng bây giờ chưa thấy có mặt là sao ạ? Ô thằng này làm ăn thế nào nhỉ? Thằng này chưa thấy mặt là thế nào? Mọi người tập trung soát kịch bản đi, để anh xem nó đâu đã. Dạ vâng. Alo. Sao nghỉ á? Tại sao cô báo trước? Như vậy thì cậu nghỉ luôn đi. Lời mấy anh, vô trách nhiệm. Ok anh Sơn, anh nghỉ đấy. Thiếu diễn viên hả anh? Có chút trục trặc, thằng nam chính lại xin nghỉ em ạ. Em đã phải hủy tất cả các show để tham gia phim của anh, thế mà anh lại bảo như thế thì bây giờ phải làm nào? Đúng đấy, làm ăn thiếu chuyên nghiệp quá. Lỡ hết cả việc. Mọi người thông cảm, cái này cũng ngoài mong muốn. Thế bây giờ lấy ai đóng thế? Ôi, em chào anh chị. Anh, hôm nay đoàn mình quay ở đây à anh? Cô đến đây làm gì? Em đang chạy xe ôm ngoài kia thì đoàn mình vào ngay. Anh ơi, nghiệp lại đến rồi. Ôi anh ơi, thế cái tập phim hôm trước có mặt em đấy thì đã phát sóng chưa? Phát sóng sáng nay rồi. Ồ, không biết là cảm xúc mình nó tốt không? Tốt, anh thấy chú cũng có triển vọng đấy. Thế hôm nay có vai gì cho em nữa không anh? Anh ơi, thế bây giờ quay hay nghỉ? Diễn viên của anh thì không đến, lại xuất hiện thêm cái ông tào lao này đến thì hỏng hết việc của bọn em chứ. Anh, đây là ai ạ? À, mấy cái thành phần tào lao thích làm ngôi sao. Này, ông nói cho đúng nhá. Tôi là tôi thích gặp ngôi sao. Tôi coi các ông là ngôi sao, tôi mới đến thì tôi gặp mà tôi tào lao. Anh à? Mọi người cứ bình tĩnh đã. Anh có ý kiến thế này, hay là để cho Quang thử cái vai chúng ta đang thiếu. Cái gì? Đúng rồi. Ông này mà thay vai nam chính trong kịch bản á? Anh đùa em đấy à? Anh quyết định thế nào thì quyết định, chứ cũng phải nể mặt cái Nhung một tí chứ. Anh xem thế nào chứ, em không thể làm việc với những người thiếu chuyên nghiệp được. Ấy, anh biết là em nổi tiếng rồi, nhưng mà em chưa làm việc cùng anh làm sao em biết được. Hôm trước á, một mình anh hỗ trợ cho hai anh chị này ấy, xong rồi còn tập phim đấy, bao lợi diễn nhỉ? Tôi quyết định rồi, Quang này. Dạ. Cậu có đóng được phim hành động không? Đã đam mê thì phim nào thì làm được anh, em làm được hết. Có biết gì về võ thuật không? Ôi, anh lại chọc đúng chỗ ngứa rồi. Để em mũ cho anh xem nhá. Mày không ăn được tao đâu. Ấy, xin lỗi anh bạn nhé. Mày này kỳ cực. Có được không anh? Võ gì mà lợi thế em? Dạ, đây là chiêu thức thất truyền bao nhiêu năm nay. Quay tay thần trưởng này. Anh có hay dùng không? Số giống chó rổ ú. Sao anh nói thế? Được rồi, cậu chuẩn bị đi. Ôi, anh ơi, cho em mượn kịch bản giống như mọi người đi, để em xem vai diễn của em thế nào. Tôi sẽ trực tiếp chỉ đạo sản xuất, cậu cứ làm theo hướng dẫn của tôi là được. Vâng, ôi, được thế thì còn gì bằng. Anh, nhưng mà anh ơi, em mặc quần áo này nó hợp với vai hành động chưa? Được rồi. Thế thì được rồi, em chẳng có gì chuẩn bị. Thôi được rồi, tùy anh đấy. Phim là của anh, hỏng thì tự anh chịu. Đi, chuẩn bị đi. Mãi chuẩn bị đi. Của tôi có chưa? Hàng này, tiền đâu? Lễ nào idol thích mình không nhỉ? Đạo diễn! Các, đợi em một tí. Idol ơi, ý em là bây giờ mình đi nhà nghỉ luôn rồi. Tào lao quá vậy. Đề nghị anh nghiêm túc đi. Quang tập trung vào cảnh quay đi. À vâng, tại vì em chưa hiểu được ý của idol nên mà em sẽ làm lại. Máy chuẩn bị, quay lại cảnh vừa rồi. Kiểm tra của nó.
mà. Tập trung quay lại. Dạ thưa anh, tại cái thằng này đấy, em đang rất là nghiêm túc, tự nhiên nó nhảy nhô nhảy nhào làm em nổi hứng. Nhưng mà mày nhảy đẹp đấy. Hai cậu nghiêm túc đi. Máy quay chuẩn bị. Diễn viên chuẩn bị. Diễn. Chị ơi, chẳng có hàng gì đâu, có mỗi cái máy tính thôi. Anh khiến cậu nói. Thế chị bảo kiểm tra thì phải nói chứ. Ô kìa, đạo diễn. Nó là đạo cụ, cái gì mà chả được. À, đạo cụ à? Thế mà em tưởng kiểm tra hàng thật. Tất cả chuẩn bị, khẩn trương lên đi. Chưa rồi đấy, có mỗi cái cảnh mà làm máy từ sáng giờ không xong. Vâng ạ. Cảnh 2 bắt đầu. Diễn. Cô em khá đấy. Lần sau hàng mà tốt, chị em mình lại giao dịch tiếp nhé. Ok chị, cứ thế nhé. Khai! Ôi dồi, mày định làm hỏa là? Mày định dùng cái súng lục ghẻ của mày để hạ đời chị Đại tao đúng không? Chị Đại em, may của em nhé, không thằng này nó hại đời chị. Ơ kìa, anh đạo diễn, sai mất kịch bản rồi. Anh làm cái gì vậy? Có diễn được không thế? Thì anh là vệ sĩ. Vai chính nó phải nảy số nhanh như còn gì nữa. Cậu làm cái gì đấy? Sao cứ phá hết kịch bản của tôi là thế nào? Đạo diễn thế nào thế? Đường đường là một nam chính như em, em phải hùng hồn, phải quyết đoán. Ở trong cái tình huống nó như thế thì em phải lao ra để em can ngăn. Chứ không chỉ đại em chết thì liền hết phim mà. Rồi để về viết kịch bản đi. Rồi tự diễn. À, dạ không, em chỉ góp ý thế thôi. Anh ơi, tình hình là không ổn đâu. Em vừa suýt sai cướp tay mấy ông này đấy. Rồi, cố gắng tập trung. Muốn làm diễn viên chuyên nghiệp ạ, thì phải biết lắng nghe đã. Chưa gì đã lành tranh. Thì có ai nói gì với anh đâu. Anh còn chưa được nói câu nào ấy. Thôi, quay lại, quay tiếp đi. Cái thằng nghịch ngợm. Tập trung vào ông đạo diễn mắng bây giờ. Ông bị điên à? Tôi bắn ông thì ông phải chết chứ. Có mà mày chết. Ông chết. Tao nam chính chết thế nào được. Anh đạo diễn, em chưa thấy bạn làm phim nào mà củ chuối như này chị ạ. À, có gì đâu em. Từ sáng gặp cái nghiệp này, chị đã biết là hãm rồi. Bảo đạo diễn thì đạo diễn không nghe cơ. Cậu Quang. Dạ. Sao bên kể kết rồi, cậu có chết được không? Dạ có, em vẫn đang làm rất tốt như thế. Vậy sao cái bắn, cậu có được chưa vậy? Ồ, thế em phải bắn à? Thế em tưởng nó trêu em. Trêu là trêu thế nào? Thế sao có chết không em? Có. Ồ, thế sao nam chính lại chết là nào nhỉ? Hả? Hay là đạo diễn cho mình chết giả vờ để cứu chị Đại? Thôi kệ, cứ làm, đằng nào cũng lên truyền hình. Xong rồi đạo diễn ơi. Chị Linh này, em hy vọng rằng chị em mình sẽ có nhiều sự hợp tác nữa. Có phải không? Nhung, mày làm gì đấy? Sao bắn người của chị? Linh Bún, hôm nay mày tận số rồi. Bất ngờ quá phải không bà chị? Xin lỗi chị, cho em mạn phép nhé. Mày định làm gì? Ê là, hôm nay chị không ra được khỏi đây rồi. Mày! Ê! Mày khá lắm. Vậy mà bấy lâu nay, chị vẫn tin nhầm mày. Chú ở lại xử lý gọn lẹ. Chị đi về trước. Dạ vâng. Chị Đại, cứu em đã. Làm cái gì đấy? Em bị thương mà, sao bỏ em một mình thế này? Rồi, cứu em. Lợi dụng, và vậy. Đạo diễn, hôm nay toàn làm hỏng hết toàn là phim. Cậu làm cái gì đấy? Chết rồi thì phải nằm xuống, bám chân người ta làm gì? Kịch bản gì buồn cười đấy. Em vai chính làm sao em chết được, còn chưa được nói câu nào ấy. Đấy, em đã bảo anh rồi, anh không nghe em cơ. Ra cái gì đâu mà mất bao nhiêu thời gian công sức của mọi người làm việc thiếu chuyên nghiệp. Này các ông các bà thôi đi nhá. Các người ấy thì cũng chỉ là vai phụ thôi. Tôi mới là nam chính này. Nam chính người ta thấy bất bình thì người ta phải lên tiếng chứ. Này, làm gì có cái phim nào mà nam chính chết lãng xẹt như thế không ở giới. Từ đầu đến cuối không được nói câu nào. Anh xem lại kịch bản của anh đi. Thế cậu muốn như nào? Thì ít ra cái lúc em chết ấy, chị Đại cũng phải ở lại để xem là em thế nào chứ cứ thế bỏ đi thế à.
Thằng này nó nói cũng có lý đấy anh ạ. Chả thế thì không. Anh xem lại kịch bản đi, quay bổ sung vẫn còn kịp đấy. Thôi được rồi, tôi thấy ý kiến này cũng hợp lý đấy. Mọi người tập trung, quay bổ sung một chút đi. Đấy, mọi người thấy không? Tôi mà không lên tiếng á, thì làm gì có phim hay. Xa đi cái gì. Được rồi, thế còn nằm xuống đi. Thế nằm xuống làm gì nào diễn? Diễn lại cảnh chết cho tôi. Đây, thế để em chết dựa vào cột lên cho ảnh nó đẹp. Đấy, ngồi này được không đạo diễn hay phải nằm? Cậu cứ nằm xuống đi. Ăn nằm à? Thế nhưng mà đạo diễn nhớ bảo idol Linh tí nữa ra gối đầu em vào để mà an ủi nhá. Được, cậu cứ nằm xuống đi. Vâng. Máy, chuẩn bị. Hai người tập trung diễn cảnh kết đi, nhá. Chuẩn bị. Kìa Quang, cậu tỉnh lại đi. Chị, em chỉ muốn nói với chị một câu cuối cùng. Em yêu chị. Cậu sao đạo diễn? Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Ấy, ý em là muốn tăng cái tình tiết lãng mạn trong phim ấy. Thì em muốn đẩy cao cái tình yêu của đệ tử của chị Đại lên để cho phim hay mà. Cậu thôi đi. Tôi đã bảo cậu làm như nào thì làm như vậy. Có ý là không nói gì. Không nói gì nữa. Lấy chuẩn bị đi. Vâng. Kịch bản kiểu gì mà nam chính không được thổ lộ với nữ chính. Ý, phim còn ra cái gì. Lẩm bẩm cái gì? Không. Ờ Linh này. Dạ. Chị Đại thì nên tỏ ra một chút cảm xúc với đàn em trước khi từ biệt. Cần thiết thì có thể hôn một nụ hôn từ biệt. Có nhất thiết là phải thế không ạ? Anh nghĩ nên có. Ui giời, đúng ý em thế. Thế mới là đạo diễn chứ. Thế đấy. Thế để diễn. Vì để làm như vậy thì phim mình sẽ giàu cảm xúc hơn. Đúng rồi. Cố gắng một chút đi. Vâng, em cảm ơn đạo diễn. Sắp xong rồi. Nhá. Quang, cậu tỉnh lại đi. Cậu có biết rằng tôi cũng yêu cậu. Quang. Vậy là idol đã nói yêu tôi thật rồi. Nếu thế này chết thật cũng được. Thế nhưng mà hình như mình đang chết giả. Quang ơi, cậu tỉnh lại đi. Quang. Diễn đang tốt rồi mà lại cậu dừng lại thế nào? Tốt cái gì? Ai cho phép đạo diễn tự tiện thay người như thế? Idol Linh phải chăm sóc đệ tử cho đến tận phút cuối chứ gì? Cho cái thằng này vào học hết phim à? Tôi thấy như thế là hợp lý rồi Quang. Rồi, cảm ơn sự hợp tác của Quang nhé. Mọi người chuẩn bị dọn về đây. Anh ơi, bình tĩnh đã anh. Em cứ thấy nó sao sao, cho em mượn kịch bản mà. Kịch bản phim hành động. Diễn viên chính Linh Bún, Tiến Lò Gạch, Nhung Gem. Diễn viên phụ Nguyễn Nam Chính. Sao anh bảo em là nam chính mà cả phim em chả nói câu nào? Cậu xem mà không hiểu gì à? Hiểu gì? Diễn viên chính là Tiến Lò Vạch. Còn cậu chỉ đóng vai phụ thay cho diễn viên của đoàn chúng tôi, tên là Nguyễn Nam Chính. Cậu hiểu chưa? À đù. Thế mà cứ tưởng được làm nam chính. Giời ơi là giời.